cái đèn trang trí ấy, đã được bỏ đi dây cáp. Cái này bắt vào cái phần sắt của capo, sắt của các xe tải, xe nào cũng được, cứ bắt hai ốc ở đây, có chặt vào đây. Thì còn cái đèn này có thể xoay được các hướng, mà xoay theo hướng này là xoay lên rồi xuống này, cái này cũng xoay được gập lên gập xuống này, cái này xoay cho anten có thể vuốt theo chiều của xe này, vuốt nghiêng đi, mở ra mở ra mình vuốt đi để cho nó theo chiều mà cho hai cái anten nó vuốt xuống nó đẹp. Đấy, hoặc là mình vuốt hẳn nó nằm ở xuống góc này, cắt đi. Khi mà mình dùng thì mình được vuốt lên vuốt nó kiện. Em dài 1,5 m, mét 4, mét 15 cỡ cỡ đấy. Anten rất là dẻo. Nếu lúc ship để cho khách muốn cong lại mà mở ra vẫn nguyên si, vẫn thẳng tưng. You look so nice in your shirt. It's sad because it just hurts.